Jesus. Hello my friend and welcome to the game. A dark nightmare my friend, một cơn ác mộng đen tối. Sao vừa vào là không muốn chơi rồi thế này? How to play? Tìm 6 cái mảnh cổ vật, sau đó quay trở về chiếc xe để trốn thoát. Nếu như bị bắt thì ác mộng sẽ lặp lại. Ok. Let's go my friend. Có lag không? Có lag không? Hơi lag lag hả? Hơi lag lag là hơi lắc lắc. Xem mình có giảm đồ họa được không? Đờ lắc rồi đó. Hello? Hi. Tại sao máy lại cười? Mình không biết. Như thế này mà đòi bắt mình á hả? 30 năm rồi nha gái. Nhìn dễ thương cái này. Nếu mà nó dí của này thì bà đã búp bà đã bìm. Tuổi. Cho mình xin cái tuổi đi bạn. Ủa sao mình chạy hồi cái hết thể lực. Oh my god. Cổ vật này phải không? Engagement ring my friend. Nhận đính hôn. Ok. Sao bắt đầu mình thấy có một câu chuyện như đây rồi vậy? Mình với con bé này có hẹn ước gì với nhau rồi ta? Game có vẻ rất rất là dễ my friend. Đâu rồi? Cách xa mình 30 km rồi. Gì á? Suicide note my friend. À, một tờ giấy trước khi tuyệt mệnh của em. Nhân vật có thể mạnh mẽ hơn được không ta? Chưa gì chạy được 10 bước chân cái bắt đầu đứng thở rồi. Thua mình my friend. Mình chạy được 100 bước. Thật my friend, tin bữa nào mình quay video làm chứng cho coi. Hình như mình bỏ sót gì rồi thì phải. Hình như là vậy. The hell is this? Flower. Hoa my friend. Mình khá chắc chắn là mình bỏ quên cái gì rồi. Bé rồi. Shit. Sao tự nhiên em đi nhanh quá vậy? Hello. Tốc độ con bé có phải vượt trội hơn rồi mấy friend. Thì là càng lượm được nhiều nó càng chạy nhanh à. Nhưng mà vẫn chậm hơn mình mấy friend. Mình khá chắc chắn là mình để quên đồ rồi. Cây màu đỏ là mình lượm mà đúng không ta? Mất trí nhớ rồi mấy friend. 6 miếng nha mấy friend. Máy đồ. Ra đây nào vậy? Đây là cái gì vậy? Vào đây có ra được không? Nó còn ở xa chắc vào ra được đấy. Ok. Lon nước ngọt. Anti depression hả? Anti depression. Thuốc chống trầm cảm mấy friend. Ok. Anh biết lỗi của mình rồi ok. Em có thể đi chậm lại được không? Em đi như thế là hơi nhanh đấy. Anh chạy đâu cũng kịp. Bắt đầu nổi da gà rồi đó mấy friend. Con lợn nó lồng tiếng con game này vậy. Lồng tiếng hơi nhập tâm đó mấy friend. Đi khám đây nha mấy friend. Mình chỉ có một lời khuyên dành cho nhà phát hành game là cái đứa nào mà đảm nhận cái vai trò gọi là lồng tiếng cho con ma này nên đi gặp bác sĩ tâm lý gấp. Mình sẽ vào cái nhà đó cuối cùng đi. Tại vì mình có cảm giác nếu bây giờ mình vào nhà thì mình chạy ra không được mấy friend. Cục mít gì bên này đây? Oh shit. Chuyện đã đến mức này luôn sao? Child toy my friend. Đồ chơi của trẻ em. Jesus. Whoa. Anh biết lỗi rồi. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi. Jesus, đừng có bay em ơi. Fuck, không chạy nữa, mấy friend hết thể lực rồi. Nổi hết mẹ da gà rồi, ghê quá. Có gì vui mà cười trời. Nó khóc thì còn nghe được, cho nó cười mình thấy gớm cái mấy friend. Bỏ đi em gái ơi. Oh my god. May quá, vẫn chạy được mấy friend. Mặc dù nhân vật lâu lâu nó hơi bị hụt hơi một tí nhưng mà. Nó mua nhà được à? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Sao nó không dí mình nữa? The fuck? Cổ vật cuối cùng là cái gì? Gia đình hạnh phúc hả? Không tín hiệu. Đâu rồi mấy friend? Sao nó im lặng vậy? Không hi hi ha ha nữa.
Hay là vô nhà rồi? Sao tự nhiên nói cái gì mình gớm gớm ấy friend? Tại sao mình lại nói ra một câu ghê gớm như vậy? Mình phải tự vả vào mồm mình mới được. Nhưng có lẽ là vậy. Ôi, tắt đèn cái tôi thui vậy friend. Cổ vật cuối cùng nằm đâu? Gia đình hạnh phúc này mấy friend. Một tổ ấm nè. Có nhà cửa luôn nè. Nghe anh cười hơ hơ đâu dưới á. Nổi hết mẹ nhà gà rồi. Trời đất ơi. Nó kìa. Ôi nó vào nhà rồi. Bloody knife, my friend. Một con dao đầy máu. Giờ sao ra? Mấy friend vào dắt mình ra đây chứ giờ sao ra? Nhà này có mấy lối ra. Nhà này có mấy đường ra. Có đường sau không? Có cửa sau. Hello em. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi được chưa? Em đừng có cười nữa, đêm anh không ngủ được. Fuck. Tại sao nhà này có hàng rào? À quên, nhà nào không có hàng rào. Bỏ đi em ơi. Bỏ đi rồi anh cho làm vợ, ok. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Lỗi là gì thì anh biết. Mấy friend là con gái là vậy đó. Nói chung là mấy friend chỉ cần thấy mấy friend nó mà khóc với lại nó dí hoặc là nó giận, hoặc là nói chung là bla bla, mấy friend cứ nhận lỗi về mình, ok. Mặc dù mấy friend không có lỗi gì hết mấy friend. Và nhiều khi mấy friend không biết mấy friend có lỗi gì nữa. Nhưng mà cứ nhận đại đi. Rồi nhiều lúc nó tha thứ cho, ok. Damn it, xem mình đâu vậy. Tuổi, cho em xin cái tuổi đi. Anh giờ này tập thể dục hơi bị siêng năng luôn. Đố em dí được anh, đố em dí được anh. Thằng con lợn nhân vật này có thể chạy nhanh hơn được không? Vui không em? Lâu lắm vợ chồng mình không chơi đuổi bắt này. Game có vẻ dễ mày phải này. Cũng phải đâu. Dũng có vẻ giỏi thì chính xác hơn. 30 năm chơi game kinh nghiệm. À what the fuck, 30 năm kinh nghiệm chơi game kinh dị mày phải này. Tạm biệt mấy friend nha, mấy friend lại vui vẻ nha, mình lợn đây. Hi hi hi. Ha ha ha. Run. You survived the nightmare, my friend. Bạn đã trốn thoát được cơn ác mộng. Tạm thời là vậy, my friend. Tuổi. Tuổi gì bắt được mình? Dũng chơi game kinh dị, nói chung là trừ khi là game nó có cái kết thúc định sẵn, my friend, được không? Và đó là game gì? A Dark Nightmare, my friend. Goodbye, my friend, and see you again. Bye bye.